quý vị và các bạn, hôm nay chị Cam Linh với lại Sarah Thanh Hà đi vô cái tre để mà kiếm măng, tại vì không có đủ đồ ăn cho nên nói là phải đi kiếm măng, là phải đi kiếm măng ăn để cho được healthy cho nó trẻ. Mình đi kiếm măng, đi kiếm măng để có mình một cái nè ha. Cái dao của Hà đâu? Chỉ có dao thôi. Ok, let me get it, cái măng ở đây á, mình vô rừng á, mình hái mình không có tốn tiền mua. Dạ. Cho nên là mà nó rất là bổ nữa đâu, chị lên thử coi nè, thử coi này đó. Chị làm thử nè. À, làm gì cầm tay yếu ớt quá vậy? Cầm cho chắc chắn chút. À, được chưa? Nhưng mà có một cái á là lấy được cái măng hay không đây nè. Được, được. Đó. Cắt vậy đó hả? Mình cứ cắt nó như vậy chị. Ờ, rồi vậy hả? Bây giờ chị Linh đó là là đi hái mấy lần rồi. Hái mấy lần rồi nên biết, còn chị Linh đó thì đang học việc. Lần đầu tiên. À, chị Linh cầm nó chắc chắn như vậy nè, cái đừng cầm trên đây nó yếu lắm. Cầm chắc chắn như vậy. Đó. Có nhiều khi cái cây mà nó cao là mình bẻ ngang luôn á. Nhưng mà cái này nó cái cây này nó còn mọc thấp nè. Đó. Đã ghê không? Thấy không? Cây măng nó xinh xinh, nó dễ thương. Mấy cây này nhỏ, lát hồi mình sẽ được những cái cây lớn nữa cho con. Yếu ớt thiệt chứ. Không, tại mình chưa biết cầm thôi. Cầm ngay giữa. Cầm làm gì quan trọng cái này nè. Chị cầm ở giữa. Vậy hả? Cái một tay cầm, một tay cát. Dạ. Trời ơi. Ừ, nó rơi. Nó ra rồi nè. Hả? Dạ. Đã quá ha. Cái này mình cắt hơi bị cao rồi. Mình cắt sâu nữa phải không? Chị có thể cắt sâu một chút nữa. Dạ. Trong rừng nha các bạn, rừng tre nha. Ok. Rừng tre luôn. Mát mát lạnh lạnh nha, lạnh luôn á. Mà mình không có thấy bị măng nhện. À hồi okay. Ghét măng nhện lắm. Ok. Rồi vô một cái gì mà vậy nè, bị măng nhện sợ lắm. Dạ, nhưng mà cái mùa này với nhện nó không có văng. Em nghĩ cái rồi nó có thể nó lạnh, nó không có văng. Ừ. Thích. Vì cái thằng nó không thích cây tre. Chắc cây nhện không thích tre. Đó. Cái này dưới này ha, đây cái này vừa em thích những cái cỡ này nè. Dạ. Yeah. Chị Linh, em ăn Linh lại đây Linh. Đây chị Linh. Good. Em ăn em thích những cái loại cỡ này nè. Nếu mà mình sắc cái to to ăn luôn. Nhiều khi chị lên mình bẻ ngang luôn, nó pháp làm chị. Dạ. Thì mới được 3 cái à, nãy mình đếm 9 cái rồi. 8 cái thì giờ mình phải làm được cho đủ. Rồi, đó, xí, thấy không? Cái nào mình cuốn để. Đây là anh Tâm, ông xã của Sarah Thanh Hà, hôm nay xuất hiện lên video. Đó là cái người, đây là người quay phim và người làm video tuyệt vời. There you go. This one, this too. Này luôn.
cái trước cam linh đó các bạn. Đó, đây trước mắt chị là hai cái. Đây em cắt cái này. Dạ. Dạ, cắt thì mới ngon. Bẻ nó trên rồi ở dưới. Nó no lắm anh. Cắt mình ra cắt sâu sâu dưới chút xíu thì nó sẽ non. Chút xíu thôi. Ủa anh nói càng ở dưới nó càng non vậy. Ừ. Ủa vậy hả? Ở nếu trên. Mà nó cao quá thì ngay ở trên nhưng mà thấy nó như cái của Linh á là trên ngọt nó mới non. Của Linh cây nó của Linh nó hơi cũng hơi cao, cũng không cần cắt sâu dưới đâu các bạn. Cắt sâu thì bẻ. Cắt khoảng sâu. Cắt càng càng trên đó. Nó được kìa. Thấy chưa? Easy right. Đó, còn cái bên trước mặt thì luôn. Cái đó cắt đi. Cắt vừa vừa nó đừng sâu quá đâu cần sâu. Yeah, xí, hai thằng một uống. Cái này đáng để mình phải đeo vô tay á. Bỏ bớt. Yep, it is. Yeah, thấy không? Đây là chị, cái này thật lộ. Mấy cái chị với Hà nhỏ bé. Ừ. Vô mấy, anh tâm chứ. Em với Hà nhỏ bé vui vô mấy cái cây tre nè. Dạ, chưa chưa qua được. Chui cái tre này hai à. Hai cái cây này chưa qua không được luôn. Dạ. Mà mình chưa qua cái này. May là hai đứa mình nhỏ bé hả? Dạ. Chua nhà dạ. Ngon lắm hả? Vậy hả? Ừ, để em coi. À. Ok, nó giúp chị Mỹ. Thấy không? Dài quá không giống luôn vậy. Bà giống chị Mỹ. Chị Giang cắt thử coi cái nó ngon không? Giống chị Mỹ á. Rất là giống. Đặt sao? Thử. Đó, được. Chị Giang mềm lắm. Vậy hả? Em thử cái này mềm. Trời ơi, nó non lắm. Ồ. Nó non lắm. Ngon lắm. Chơi mất hết. Ham quá. Đúng là ham này dài nhất rồi. Yeah. Ham làm quá. Y như cái mía vậy. Lòng ham không đẩy. Dạ. Nó dài quá chừng chị Khang khó rồi nè. Bây giờ quý vị các bạn, chị Cam Linh với Thanh Hà đây đổ măng rồi đó. Hai đổ măng rồi, bây giờ đang trên đường mình đi ra nhưng mà mình vẫn còn khoan. Tại vì á mình vẫn còn thấy, mình vẫn còn khá. Quá thật. Đấy thôi. Trời. Nhìn thấy không? Đấy. Ừ. Xí. Bên kia kìa, bên kia kìa. Đó. Lòng ham không đẩy. Đó là con Linh. Con mẹ giờ nó nằm ở trong cái cây luôn kìa, thấy không? Mới sao mọc được nữa. Ôi. Ở trong cái cây luôn. Gì sao mọc được này thấy không? Mà cũng ráng chui vô mọc nữa. Ôi, tội nghiệp nữa ha. Dạ. Cái này là mình không ăn nó uổng lắm tại nó đâu có mọc rồi. Tội quá ăn luôn. Tội nghiệp quá mà. Mà hái con ta ăn luôn à. Lá tội nghiệp. Kỳ quá. Nó mọc cái kiểu này sao lớn được ta? Nó tội quá ha. Nó nằm trong này sao lấy hả? Em lấy được. Trời ơi chị Linh, có gì là không được. Xí. Về ha. Không cong queo à. Trời ơi. Tại vì nó mắc cái cây đó. Còn bớt rồi. Bây giờ là mình được một chỗ rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi qua chỗ khác. Mình đi qua một cái rừng mà rừng tre khác nữa. Bạn nào mà bữa nào mà bị đói giống hai đứa mình á thì cứ ra đây hái măng ở trong về. Những cái rừng tre là có măng là có đồ ăn liền chiếu chiếu xong. Ủa, đây, quá đây. Trời luôn, nằm luôn. Hai đứa nãy giờ hái chừng nhiêu chừng mà ham quá giờ đi hái thêm rừng hái thêm nữa đi khoảng chừng 20-25 phút thôi. Trời, nếu mà các bạn sống ở chỗ nào mà gần mấy rừng tre á thì vô check nha. Check it out. You find măng, ok? Mà ăn nó rất là ngon, mà nó bổ nữa đó. Nếu mà một năm nó mới có mùa lần hả? Đúng rồi, mùa xuân. À. Mùa xuân là tháng 4, tháng 5. Khoảng tháng 4, tháng 5 mới có măng đó. Dạ. Tham thủ hái đi nha. Đi tiếp. Hai bà đi hái măng già. Hai bà đi hái măng già. Hay. Nó chơi vậy thôi, hái măng già sao ăn? Hái măng non, hai bà đi hái măng non. Vậy thì hai bà già đi hái măng non. Đây là điểm khác nha quý vị và các bạn. Hồi nãy là cái đường 29, tức là đường Mountain Quail. Có cây tre. Miễn là chỗ nào có rừng tre là chúng ta cứ đi hái măng nha các bạn. Mà
vô cái rừng với lại cây thiên nhiên này nè, tốt cho sức khỏe lắm. Dạ yes, đúng rồi chị Linh. Đó đẹp. Tụi em á, cứ mùa xuân, mùa hè là tụi em cứ đi ra ngoài chơi đi thiên nhiên này, đứa nhỏ đi. Đúng rồi. Rừng, núi, rồi đi bộ, hiking, chỗ nào cũng đi á, cho mình có sức khỏe tốt chị Linh. Dạ, mình phải chịu hết lắm, mình phải chịu khó. Rồi thác nước suối, rồi xung quanh đây là nhiều cái park, nhiều cái ride để cho mình đi, đã lắm. Nếu mà rảnh nữa thì mỗi ngày mình đi, nếu mà mình có thời gian mỗi ngày mình tập vô đó, trong mấy park nè. Dạ dạ nha em, chị lên em đố chị mình đi qua đây được không? Được chứ, mình chắc không quá, chắc không chắc thôi. Em thử nha. Yeah, okay. easy. Đây là người nào mập và có chân không? Vậy là người nào mập là phải chui. Sao được? Chui hàng rào. Hàng rào này cũng nhỏ quá. Vậy là phải ốm mới đi lấy măng được hả? Oh my god. Trời, có phải có điều kiện ốm. Điều kiện ốm và đẹp đi lấy măng được nha quý vị. Vậy có nhiều mình nó mới đẹp không? Có chứ. Mới được thấy hai em măng nhỏ chút xíu nè, thấy không? Ôi trời ơi, quá trời luôn. Nhiều lắm chị Linh ơi, oh my god, nhiều. Trời ơi. Thôi cái này nó lùng, nó nhỏ chút xíu, thấy cưng không? Cái này được nè. Ôi mẹ mẹ. Khe phòng gì? Bắp cái cây. Đây nè. Đây nè. Cái này được. Cái này luôn hả? Dục xuống đất rồi lát không? Dạ. Đi nè, rồi chị không? Nó vòng vòng quá trời luôn chị Linh, ơi. Cũng không cần đào sâu quá đó Công Linh, không cần cắt sâu trên trên mấy trên này. Công Linh lấy cái con dao ấn vô trong cái mình của nó đó cho nó đứt, xong rồi ấn vô cái đất, đừng ấn vô đất, ấn vô cái mình đó đó. Dạ, yeah, làm gì vậy? Yeah. Bây giờ là mình đủ chưa hay là mình còn tham gì nữa? Thôi mình đủ rồi, kỳ sau mình muốn ăn mà lại đi hái nữa cho nó tươi. Cho nên mình ăn những chất thì mình nó đắng đắng luôn, nó rất là tốt nha các bạn. Chẳng hạn như là
ngoài cái măng này ra thì còn có cái rau xà lách son. Xà lách son cũng vậy luôn á. Và ngày hôm qua Sarah cũng mới đi hái xà lách son, sẽ post lên cho các bạn anh chị em xem ha. Dạ, đó, mà những cái này nó vừa ngon mà vừa bổ, nó vừa organic. Với lại mình đi vô rừng đó, cái môi trường của rừng rất là tốt cho sức khỏe của con người. Mát mà trong sạch, exercise luôn. Ở đây mình sướng lắm ha chị Linh. Mình lái xe 10 phút, 15 phút mình thấy rừng đầy trơn. Mặc dù là ở trong thành phố nhưng mà muốn vô rừng sẹt cái có. Sẹt cái là có rừng. nó phải cái chỗ đó. Đó là rừng là có gì? Có suối, có cây cối, có thác nước nữa chị Linh. Đây là cái cách mà để gọt cỏ sơ sơ ha chị cho mấy bạn ha. Đúng rồi đó, chị Linh làm giỏi. Em làm đi, hai đứa làm. Làm đua hả? Ừ, làm đua, làm. Làm gọt hai bên được rồi, Cẩm Linh xong lọc ra lấy ta lọc. Gọt hai bên hay chị? Dùng một hai chỗ làm một bên ha. Mình lọc bên đây. Lọc tay được rồi Cẩm Linh. Chém quen hả? Vậy nè, vậy thôi mình cứ lột, mình cắt hai bên qua ra vậy thôi. Cắt cái đầu nó bỏ. Cái này thì sao? Cái đó từ rứa rứa nó cầm lên nó rứa không á. Cái này thì rồi đó. Cắt chơi cắt sát nữa, cắt sát nữa. Mình cứ cắt hai bên rồi mình lột nó ra thôi các bạn. Thấy không? So easy. Rồi cái đầu này á mình cắt như vậy. Mình quảng cáo cái măng này thì coi chừng mình đi hái măng á mình gặp nhau ở rừng nha. Dạ. Các bạn đua nhau đi tới rừng tre đó hái như măng vậy nè các bạn. Là coi chừng gặp Sarah và Thanh quên Sarah và Cam Linh ở đó nha. Dạ. Đừng có gặp nhau giành măng. Lỗ đầu lỗ chán. Vậy là được rồi hả? Đây nè. Cái này còn cái vị thấy không đó? Mình lột ra giống như vậy nè. Rồi. Thấy chưa? Rồi thế là mình Sarah sẽ mình lột nó lên. Sarah sẽ chia sẻ những cái một trong những cái món ăn món và làm bằng này. Này. Ok. Yeah. Các bạn thấy nó màu vàng lạc dễ thương không chị Linh? Các bạn đón được chưa? Các bạn đón xem nhé. Đó. Rồi. Ngon ha. Ba cây măng nè. Cái này là bamboo shoot. Nghe nói có vitamin B17 khoái quá. Mình tốt cho cơ thể của mình. Mình ăn hoài chứ mình thành 17 tuổi. Yeah, that's right. Thành gái 17. Ok. Sập chờ em nghe tiếng sập trời ơi. Ta ngồi sao mà nặng đến nỗi mà cái cây cổ thụ này nó nè, nó sập thiệt nè. Sập thì lấy luôn. Quý vị, nó sập thiệt nè. Nó lớn thấy chưa? Oh my god. À power quá. Đó, mà nhìn ngồi nhỏ xíu rồi ngồi dưới cây một cây sập. Ủa, cây mục rồi. Chứ không phải ha. Hành nặng hay nói đại chứ rồi. Ok, đặt cái nhẹ của gì nhìn cho biết rồi. Cái hà hái cái bông thì đẹp quá vậy. Trời, cái này nó, cái hoa này là hoa dại. Mỗi mùa xuân em thích lắm. Nó tên là Buttercup. Cánh hoa nó rất là bóng chị, bé thì ra nên nhìn là nó rất là xinh luôn, nó gọi là buttercup. Nó bền lắm nha. Mình ở phía trong này nè, nó bóng lắm nha. Bên trong rất là bóng luôn. Năm ngoái đó em hái được 3-4 bình đẹp lắm, em chưng ở nhà đủ kiểu hết á. Mà cái cọng nó dài lắm, ở đây nó còn non nè, rất là xinh luôn. Lâu lắm rồi em mới vô lại cái rừng này. Nó cũng gần nhà thôi. Cái đường đi tập thể dục đúng rồi, cái này nó là cái kho á chị. Thấy chưa, thấy chim không? Chim nó không có nói nhiều mà mình nói nhiều. Đúng rồi, chim khi nó lo nó hót rồi. Người và chim mình đã hót theo. Nha, yên tĩnh dễ sợ luôn quý vị. Nè, các bạn, hoa buttercup nè. Cái này nè, nè, nó bứt nó khéo, mình bứt nó dài đấy. Dễ lắm chị.
xí, dễ thương không? Cái này là hoa dại thôi, nó đẹp như vậy nhưng mà nó lại là hoa dại đó. Cục dịch sao răng răng là sao? Hai thấy cây hoa dại mình lẻ loi trên đường, gọi hoa trên nữ thì mình lại gọi là hoa gì? Hoa buttercup. Nhà mình nó vẫn xinh tươi. Nó không có hương. Nó chỉ có sắc thôi. Vậy ngửi đã thì nó ngửi sao nó không thơm. Nó không, nó có hương. Cái này là hoa này có sắc. Chị không có tin con cái mũi của chị, chị hỏi em cũng nói chị. Mà cái màu đẹp có sắc thôi là được rồi. Có hương thì đã đấy là cái suối. Suối thiên nhiên vậy thôi chứ đâu có tên đâu. Cái này nó trong mấy cái quát thì nó có suối này, nó có nhiều đá lắm này, chị đừng thấy không đá này. Những cái rừng thiên nhiên này đó là rừng nào cũng có suối, cái họ làm họ núi nó lại họ làm mà mình đi ra đất luôn hay ha. Đi đường một năm vậy giờ chị với em lại xuống xuống đi ra tới đi xe luôn. Em gì hết được. Không bình thường là tụi em đi leo lội lội suối băng đường là tụi em đi trên núi sương. Mang gì thôi. Rồi. Không, mang sticker không mà tại hôm nay á bây giờ này nè, chị có đi giày nữa. Hôm nay nó cũng hơi nặng lội suối tại vì nó không có ướt. À thì đúng. Nếu mà chị thật sự chị lội xuống nước thì giá thì đó phải đi. Nhưng mà tụi em đi bộ á thì không có lội xuống. Không lội, tức là tụi em cũng đi mà bước ngang trong cái cục đá thôi. Vui vì nhiều lắm, lao động quá cực khổ nãy giờ. Núi. What a day, so beautiful day. Nếu mà không có cái gì, không có cần phải về nhà, ở đây luôn tới sập tối sợ ma đi về. đây là thành phẩm của hai cái rừng mình đã đến, hai rừng măng tổng cộng là ở đây. Yeah. Rồi đây là thành phẩm của hai chị em từ hai tiếng đồng hồ, mỗi rừng thì mình ở khoảng chừng nửa tiếng thôi, rồi cộng thời gian mình đi vòng vòng mình chơi nữa nó mới là 2 tiếng, không có phải lâu lắm đâu quý vị. Ngày hôm nay rất là vui đó, thì chia sẻ cho các bạn biết để mình đến những cái rừng tre đó là mình thả những cái măng về và sẽ nhớ đón xem video sau nữa là Ra sẽ chia sẻ những cái món ăn ngon mà từ cái măng này, chế biến từ măng này ra, vừa kho vừa xào mặn chay đầy đủ hết nha các bạn. Mình còn làm dưa chua được với lại cái món măng này, các bạn gọi là măng chua đó, ngon là ngọt, ngon lắm, mình có ăn rồi đó. Thanh Hà phải chia sẻ đó. Đúng. Rồi bây giờ cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video hai chị em đi hái măng ở trong rừng tre. Hái măng hay chặt? Chắc chặt quá. Cái dao chém không? Măng rừng hay còn gọi là măng dại. À. Mày đâu hay trồng đâu. Mày đâu hay trồng đâu, từ đồng bông hả chị? Măng dại. Nhưng mà ăn thì rất là bổ dưỡng. Bổ
và organic đó, quan trọng là cái đó ha, mình cần đó để cho mình trẻ. Nếu thích quý vị và các bạn nhớ chia sẻ cho nhiều người khác xem để mà đi hái măng nha, và nhớ subscribe cho Lovely Life and Lộc Ca đáng yêu. Lộc Ca đáng yêu và Ngâm Linh tình yêu và cuộc sống. Nhớ nha các bạn. Rồi. Thank you so much.